Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự tối nay. 3 năm đi vào cuộc sống, chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang tạo ra sức lan tỏa, cổ vũ và nhân lên cái tốt, đẩy lùi cái xấu, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh. Nhiều mô hình mới, cách làm hay đã được thành phố Hải Phòng tổng kết và nhân rộng. Các tổ công tác của tiểu ban văn kiện đại hội 16 Đảng bộ thành phố làm việc tại các đảng bộ đánh giá tình hình thực tiễn tại cơ sở. Bắt đầu từ ngày hôm nay, hơn 1.900 dịch vụ y tế sẽ chính thức áp dụng mức giá mới. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương. Dự tại điểm cầu thành phố Hải Phòng có các đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, đại diện các sở ban ngành đơn vị. Hội nghị đã kết nối với 792 điểm cầu ở các địa phương, bao gồm cả điểm cầu ở một số huyện, xã, với tổng số đại biểu tham gia là gần 70.000 người. Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, 3 năm qua, việc thực hiện chỉ thị 05 đã trở thành nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, cơ quan đơn vị, mỗi cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Việc học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được đưa vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ đảng viên và trong mỗi tổ chức. Do đó, nhiều vấn đề bức xúc nổi cộm được cấp ủy, chính quyền tập trung giải quyết triệt để. Nhiều địa phương, đơn vị chọn khâu đột phá là tập trung quyết liệt, đổi mới cách thức lãnh đạo, điều hành công việc, đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm công tác cán bộ, xây dựng bộ máy tổ chức hiệu lực, hiệu quả. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, làm lan tỏa phong trào học và làm theo Bác với nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, làm cho việc thực hiện chỉ thị 05 ngày càng đi vào chiều sâu và có kết quả thực chất. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trần Quốc Vượng ghi nhận đánh giá cao những kết quả cấp ủy, chính quyền, mặt trận đoàn thể các cấp đã đạt được trong thực hiện chỉ thị 05, đã góp phần tích cực trong phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, đối ngoại và công tác xây dựng đảng. Chỉ rõ một số hạn chế trong quá trình thực hiện chỉ thị 05, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, đoàn thể các cấp tiếp tục quán triệt về tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực, tính lâu dài thường xuyên của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp cần xác định rõ trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chỉ thị 05 gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn đảng. Nêu rõ, nhận thức đúng, đầy đủ tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chỉ là bước đầu. Đồng chí Trần Quốc Vượng lưu ý, điều quan trọng là phải chuyển nhận thức ấy thành hành động cụ thể, định lượng được kết quả trong học và làm theo Bác của mỗi tập thể, cá nhân. Đồng chí đề nghị từ nay tới dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Bác Hồ, các cấp ủy, chính quyền, mỗi cán bộ đảng viên cần chuẩn bị thật tốt việc tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội 13 của đảng, nhất là công tác nhân sự cho nhiệm kỳ tới. Tập trung khắc phục, giải quyết dứt điểm, triệt để những vấn đề bức xúc nổi cộm mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Tập trung xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Đồng chí Trần Quốc Vượng tin tưởng, với quyết tâm chính trị cao, phong trào học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đạt kết quả tốt, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương, đơn vị và cả nước. Hòa cùng cả nước, sáng nay hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được tổ chức trực tuyến tới các điểm cầu quận, huyện trên địa bàn thành phố với sự tham gia của đông đảo cán bộ đảng viên, các điển hình tiên tiến học và làm theo Bác. Phản ánh của phóng viên thời sự tại một số điểm cầu.
Những năm qua, học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ đảng viên trong Đảng bộ quận Hải An, đặc biệt là việc phát huy vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, gương mẫu thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm của mình đối với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân. Chỉ thị 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị là một trong những cái biện pháp rất quan trọng để chỉnh đốn, xây dựng Đảng. Thì chúng tôi thấy rằng đây là cái nhiệm vụ rất quan trọng, đó là người đứng đầu nêu gương trước các cái phong trào của chi bộ cũng như là của tổ dân phố. Khi mình đã là người gương mẫu trong tất cả các cái phong trào hoạt động thì nhân dân rất ủng hộ. Và đặc biệt trong thời gian vừa qua là nhân dân trong các xóm ngõ ủng hộ tiền để làm các cái ngõ, các cái đường, vệ sinh môi trường cũng như điện chiếu sáng, rồi cây xanh, nhân dân rất phấn khởi. Đổi mới trong xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình hành động còn là việc làm thường xuyên của cấp ủy các cấp để việc học tập và làm theo Bác có sự gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của địa phương. Việc triển khai thực hiện chỉ thị 05 với nhiều hình thức sáng tạo đã nhân lên những việc làm tốt, các mô hình hay và đẩy lùi những suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ đảng viên. Việc học tập làm theo lời Bác được phát động thành một cái phong trào không chỉ trong đối với khối đương chức mà với toàn thể cán bộ đảng viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân và các em học sinh. Và đã có rất nhiều tấm gương tiêu biểu, những cách làm hay, mô hình mới và làm điển hình để cũng là để tạo động lực cho cái công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của quận. 100% cán bộ đảng viên trên toàn địa bàn phường cũng đã thực hiện rất tự giác và đi vào chiều sâu chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Thế và trên địa bàn phường chúng tôi trong những năm vừa qua nhờ cái việc xuống dân, gần dân thì công tác tuyên truyền vận động và giải phóng mặt bằng để thực hiện cái việc cải tạo chung cư cũ đã đạt được kết quả rất tốt. Đảng bộ huyện thì cũng đã tổ chức triển khai rất là tích cực từ huyện đến cơ sở. Theo cái phương châm là trên trước dưới sau, trong trước ngoài sau và đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Quá trình triển khai học tập mà chỉ thị từ cái chuyên đề toàn khóa đến cái chuyên đề hàng năm thì đều được cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, các cái tổ chức cơ quan đơn vị đều đăng ký làm theo của tập thể và cá nhân bằng những hành động thiết thực. Và cái kết quả đó đã có cái sức lan tỏa trong toàn đảng bộ và nhân dân địa phương, đặc biệt là cái trong cái phong trào là xây dựng nông thôn mới của huyện. Đổi mới nội dung, hình thức chỉ đạo và tổ chức thực hiện bảo đảm thiết thực, phù hợp, hiệu quả với từng địa phương đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh là cách mà mỗi cấp ủy cơ quan, đơn vị địa phương trên địa bàn thành phố đề ra và thực hiện trong thời gian tới để đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện chỉ thị 05 tạo nên sức bật mới. 3 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã cho thấy sự lãnh đạo chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ của Thành ủy Hải Phòng đối với một chủ trương lớn của Đảng. Một trong những vận dụng sinh động từ thực tiễn Hải Phòng đó là tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đoàn kết và dân chủ. Nhìn từ kết quả phát triển kinh tế xã hội của Hải Phòng cho thấy mọi thành tựu của thành phố đều dựa trên quan điểm đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là nhân dân chính là nguồn gốc của mọi sức mạnh. Trên 4.000 km đường thôn xóm, đường nội đồng, đường nội bộ nghĩa trang nhân dân đã làm thay đổi căn bản diện mạo nông thôn. Trên 1.200 ngõ phố được nâng cấp cải tạo. Những tuyến ngõ rộng dài, khang trang nay lại có thêm sức sống mới bởi những hàng cây xanh, đã mang lại sự hưởng lợi cho hàng nghìn hộ dân và đem đến một diện mạo mới cho đô thị Hải Phòng. Để có được những con số này, cùng với chủ trương hỗ trợ xi măng của thành phố, một nguồn lực lớn trong dân đã được huy động. Không ở đâu xa, đây chính là minh chứng cho sức dân, sức mạnh đoàn kết toàn dân đã được quy tụ, phát huy. Khi mình biết khơi dậy cái sự tích cực, những cái tích cực trong nhân dân ấy, thì mọi người chung lòng lại thì là đều là làm được những cái việc làm rất là tốt và phát động được cái phong trào của toàn dân trong cái khu tổ dân phố này, nó đã tiến một bước tiến khá xa so với trước đây. Để mỗi phong trào cuộc vận động trở thành trung tâm tạo sức hút đoàn kết người dân ngay từ cơ sở, phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra gắn với dân thụ hưởng đã được phát huy.
Và trên thực tế, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về dân chủ là của quý báu nhất của nhân dân đã được Hải Phòng thực hiện đầy đủ trong mọi quyết sách, chủ trương, hành động phát triển thành phố. Nếu nhân dân không ủng hộ, thì 3 năm qua, thành phố không thể có mặt bằng với tổng diện tích lên tới 4.500 ha để phục vụ các dự án phát triển. Khi tuyên truyền vận động bà con ủng hộ chủ trương giải phóng mặt bằng, người cán bộ cơ sở không chỉ làm những việc ích nước, lợi dân, mà còn làm sao thực hiện tốt quy chế dân chủ. Các cái dự án lớn của thành phố thì được Đảng ủy ban nhân dân và các tổ chức đoàn thể đi rất là sâu sát. Cụ thể là xuống tận các cái tổ dân phố, xuống từng hộ gia đình để tuyên truyền vận động và nhân dân, để nhân dân nắm được cái đường lối chủ trương chính sách của vận đảng của nhà nước cũng như của thành phố, của địa phương. Qua đó thì các cái dự án lớn của thành phố như Vicom, Media, rồi Nam Cầu Bính và Hoàng Huy, tất cả những dự án lớn của thành phố làm trên đường Hoàng Lý thì được nhân dân đồng thuận, ủng hộ nhiệt tình và các dự án đã thành công. Việc học bác trong Đảng bộ thành phố Hải Phòng 3 năm qua đã trở thành động lực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, được soi chiếu trong nhiều việc làm cụ thể như xây dựng nông thôn mới hay chỉnh trang đô thị. Kết quả thành công của mỗi phong trào cuộc vận động là minh chứng cho hiệu quả thực hiện chỉ thị 05, đồng thời là kết tinh ý nguyện, tình cảm của nhân dân Hải Phòng đối với bác. Thời gian qua thì cũng đã xuất hiện rất nhiều những cái điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo bác, đặc biệt là đối đội ngũ cán bộ đảng viên các cấp trong cái việc ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân. Sau 3 năm triển khai việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những điển hình tiên tiến, những mô hình hay, cách làm sáng tạo xuất hiện ngày càng nhiều và có sức lan tỏa tốt. Mỗi việc làm cụ thể của Đảng bộ, chính quyền thành phố Hải Phòng chính là thể hiện sự kiên trì, bền bỉ của cả hệ thống chính trị trong việc học bác từ những điều giản dị nhất, để rồi từ những việc làm nhỏ nhất nhân lên ý nghĩa lớn, khơi dậy sức mạnh đoàn kết là nền tảng tinh thần vững chắc trong xây dựng thành phố. Tại hội nghị 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tới đây, Thành ủy Hải Phòng sẽ biểu dương và khen thưởng 152 tập thể cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo bác. Những tấm gương nổi bật từ các phong trào thi đua yêu nước được tôn vinh chính là thể hiện sự quan tâm của Thành ủy Hải Phòng đối với những nỗ lực cống hiến, những đóng góp của nhân dân thành phố đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện chỉ thị 05 vào thực tiễn cuộc sống, qua đó đóng góp vì sự phát triển của thành phố. Sáng nay, 90 cán bộ đảng viên tiêu biểu của các đảng bộ chi bộ thuộc Đảng ủy khối doanh nghiệp thành phố thành kính báo công dâng bác tại lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Hà Nội. Đây là một trong những hoạt động sinh hoạt chính trị thiết thực của Đảng ủy khối nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc thiêng liêng và 50 năm ngày mất Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cán bộ đảng viên Đảng ủy khối bày tỏ lòng thành kính tri ân sâu sắc và kính cẩn dâng lên người những kết quả nổi bật của đơn vị trong thời gian qua, nhất là những kết quả tích cực sau 3 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Nửa thế kỷ đi qua, nhưng di chúc bất hủ của người để lại cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta luôn sáng mãi và là nền tảng quan trọng giúp Đảng ủy khối doanh nghiệp thành phố học tập, làm theo, góp phần xây dựng cộng đồng doanh nghiệp thành phố ngày càng lớn mạnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Hải Phòng trong đi đầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Một số nội dung đáng chú ý trong phần tiếp theo. Các tổ công tác của tiểu ban văn kiện Đại hội 16 Đảng bộ thành phố làm việc tại các đảng bộ, đánh giá tình hình thực tiễn tại cơ sở. Chính thức áp dụng mức giá mới đối với hơn 1.900 dịch vụ y tế bắt đầu từ hôm nay. Nâng cao trình độ nhận thức và năng lực quản lý lãnh đạo văn học nghệ thuật. Đó là nội dung hội nghị tập huấn do Hội đồng Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương tổ chức sáng nay tại Hải Phòng dành cho lãnh đạo quản lý, cán bộ trong lĩnh vực lý luận, phê bình, báo chí, truyền hình, văn hóa và nghệ thuật. Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã tới dự. Lãnh đạo thành phố Hải Phòng tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Khắc Nam. Hội nghị tập huấn cung cấp thông tin về tình hình văn học nghệ thuật nói chung, về lý luận phê bình văn học nghệ thuật nói riêng, giúp đội ngũ cán bộ quản lý, lãnh đạo văn học nghệ thuật, những người hoạt động chuyên sâu về lý luận phê bình văn học nghệ thuật nắm bắt tình hình, có nhận thức đúng đắn, giải pháp phù hợp để phát triển sự nghiệp văn học nghệ thuật trước yêu cầu mới.
trao đổi kinh nghiệm xung quanh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và xử lý các tình huống diễn ra trong thực tế, nâng cao trình độ nhận thức lý luận phê bình văn học nghệ thuật trong giai đoạn hiện nay. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Khắc Nam thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố thời gian qua, đặc biệt là những đóng góp tích cực của Hải Phòng trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Đồng chí mong muốn Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương và các cơ quan bộ ngành sẽ tiếp tục hỗ trợ đồng hành với Hải Phòng trong công tác xây dựng và phát triển lý luận tư tưởng văn hóa nghệ thuật. Trong 3 ngày từ 20 đến 22 tháng 8, hội nghị sẽ tập huấn chuyên sâu về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nghị quyết 33 của Ban chấp hành Trung ương khóa 11 về xây dựng phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, giải pháp cho ngành sân khấu điện ảnh hiện nay, định hướng xây dựng lý luận văn học nghệ thuật trong tình hình mới. Sáng nay, nhóm khảo sát số 3 của Tiểu ban Văn kiện Đại hội 16 Đảng bộ thành phố do đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố làm trưởng nhóm đã làm việc tại huyện ủy Kiến Thụy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm quốc phòng an ninh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại. Ghi nhận nỗ lực cố gắng của huyện ủy Kiến Thụy trong thực hiện nghị quyết Đại hội 15 Đảng bộ thành phố nói chung, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm quốc phòng an ninh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nói riêng, từ đó góp phần hoàn thành toàn diện các mục tiêu chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố an ninh quốc phòng trên địa bàn. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Bình khẳng định, trong mọi nhận thức và hành động, cần coi trọng công tác an ninh quốc phòng và đối ngoại, cần nhìn nhận mối quan hệ chặt chẽ giữa công tác an ninh quốc phòng với phát triển kinh tế, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng cũng như an ninh nông thôn. Bên cạnh đó, cần quan tâm tới công tác bảo đảm an ninh quốc phòng trong tình hình mới, hoàn cảnh mới, nhất là các loại tội phạm công nghệ cao. Báo cáo của huyện ủy Kiến Thụy cũng nêu rõ, 5 năm qua, việc chủ động quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, Chính phủ về nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương luôn được chủ động tích cực thực hiện, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân, khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc. Còn vào chiều nay, nhóm khảo sát số 2 Tiểu ban Văn kiện Đại hội 16 Đảng bộ thành phố do đồng chí Lê Khắc Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố làm trưởng nhóm đã khảo sát về việc lãnh đạo chỉ đạo công tác phát triển văn hóa xã hội tại huyện ủy An Dương. Qua nghe báo cáo đề xuất của huyện ủy An Dương và ý kiến đóng góp của thành viên tổ công tác, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Khắc Nam đánh giá cao kết quả đạt được của địa phương trong thời gian qua, đồng thời khẳng định kinh tế xã hội phát triển thì an sinh xã hội, văn hóa xã hội cũng sẽ phát triển. Huyện An Dương cần tập trung xây dựng các chỉ tiêu mang tính bền vững cho các lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, không để xảy ra các sai phạm trong lĩnh vực giáo dục, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, kêu gọi doanh nghiệp chung tay phấn đấu để địa phương không còn hộ nghèo, quan tâm chăm lo hơn nữa đến các gia đình chính sách. Cùng với đó, vấn đề quản lý đô thị, bảo vệ nguồn nước sông Rế cần được đặc biệt quan tâm. An ninh trật tự tại các khu công nghiệp cần được chú trọng, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư nước ngoài. Đồng chí khẳng định, kết quả đạt được cũng như những tồn tại hạn chế trong quá trình phát triển của huyện An Dương là thực tiễn phong phú, giúp tổ công tác khảo sát, bổ sung, hoàn thiện nội dung dự thảo phục vụ công tác xây dựng văn kiện Đại hội 16 Đảng bộ thành phố. Phát biểu tại hội nghị sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ của Hội người cao tuổi thành phố diễn ra vào sáng nay, đồng chí Lê Khắc Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng thời là trưởng ban công tác Hội người cao tuổi thành phố, yêu cầu các cấp chính quyền, ban ngành đoàn thể và tổ chức hội thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chương trình quốc gia người cao tuổi thành phố giai đoạn 2014-2021, từ đó nâng cao trách nhiệm của toàn xã hội trong chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi. Cần tạo điều kiện để người cao tuổi tham gia nhiều hơn vào các hoạt động văn hóa xã hội, tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tập hợp đoàn kết rộng rãi người cao tuổi, đồng thời nhân rộng những mô hình xã hội hóa về công tác chăm sóc người cao tuổi trong thời gian tới. Hôm nay, quận Hải An đã tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành đã tới dự. Diễn ra trong 2 ngày với đề mục chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, làm công tác tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ. Diễn tập đã thực nghiệm phương án sẵn sàng chiến đấu, thực hành tác chiến phòng thủ, thực hành xử lý tình huống chống khủng bố, giải thoát con tin, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, ra phá bom mìn sát thực tiễn. Đây là cuộc diễn tập quy mô lớn của quận Hải An, qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành của cấp ủy chính quyền địa phương, năng lực tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các phòng ban ngành đoàn thể, trình độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chỉ huy hiệp đồng giữa các lực lượng trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng khi chuyển sang thời chiến và trong tác chiến phòng thủ.
Thưa quý vị, hôm nay đoàn công tác của Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã giám sát thực tế việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường đối với ngành công nghiệp năng lượng, vật liệu xây dựng và chế biến thực phẩm tại công ty xi măng Vinsem Hải Phòng và công ty trách nhiệm hữu hạn gốm xây dựng Đá Bạc trên địa bàn huyện Thủy Nguyên. Giám sát tại công ty xi măng Vinsem Hải Phòng, Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao công ty đã nhận thức, định hướng để bảo vệ môi trường, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, cụ thể hóa bằng những văn bản nội bộ cho từng công đoạn, từng vị trí sản xuất về bảo vệ môi trường trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước, hướng dẫn của địa phương. Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đề nghị công ty tiếp thu đầy đủ các ý kiến để bổ sung hoàn thiện báo cáo, tiếp thu và ghi nhận các đề đạt của công ty để kiến nghị với Quốc hội, các bộ, ngành, trung ương để có giải pháp tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển. Giám sát tại công ty trách nhiệm hữu hạn gốm xây dựng Đá Bạc, đoàn công tác đánh giá công ty còn thiếu nhiều hồ sơ, thủ tục về môi trường, các biện pháp bảo vệ môi trường cũng chưa đạt. Vì vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường huyện Thủy Nguyên khẩn trương kiểm tra, rà soát hồ sơ thủ tục, các biện pháp bảo vệ môi trường, vấn đề phát thải, khí thải, nước thải làm ảnh hưởng đến môi trường của công ty để báo cáo đoàn giám sát ra kết luận cuối cùng. Tiếp tục chương trình thời sự. Thưa quý vị, như chúng tôi đã thông tin, ngay sau khi ban lãnh đạo mới công ty trách nhiệm hữu hạn Kaiyang Việt Nam ra mắt và cam kết giải quyết lương cũng như các chế độ khác cho công nhân lao động vào ngày hôm qua, sáng nay hơn 2.000 công nhân lao động của công ty đã đi làm trở lại với tinh thần hào hứng phấn khởi. Đầu giờ sáng nay, tại tất cả các phân xưởng của công ty Kaiyang, gần như 100% công nhân lao động đã có mặt bắt tay ngay vào công việc. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban Nhân dân thành phố trong việc ổn định tình hình công nhân, bảo đảm tài sản doanh nghiệp, ban lãnh đạo mới của công ty đã cam kết sẽ thanh toán trước 50% tiền lương trong tuần này, số còn lại thanh toán trong tuần sau, qua đó khích lệ, cổ vũ tinh thần cho công nhân lao động, phấn khởi quay trở lại làm việc đầy đủ. Sau một tuần nghỉ việc, chúng tôi hôm nay đi làm, chúng tôi cảm thấy rất là vui vẻ khi gặp được các chị em, rồi nghe thấy tiếng máy móc, rồi được làm công việc quen thuộc. Chúng tôi rất là vui vẻ, phấn khởi. Trước hết là tôi cảm ơn tất cả các ban lãnh đạo công ty cũng như là ban lãnh đạo của các ban ngành thành phố. Công ty đã được trở lại hoạt động bình thường và để cho hơn 2.000 công nhân Kaiyang đã có công ăn việc làm. Và tôi hy vọng rằng công ty Kaiyang sẽ là một công ty có ngày càng vững chắc và phát triển và bền vững lâu dài hơn. Trong tháng 8, công ty Kaiyang có một số đơn hàng bị chậm do ảnh hưởng của sự việc vừa qua. Tuy nhiên, ban lãnh đạo mới của công ty khẳng định sẽ nỗ lực để vượt qua giai đoạn khó khăn này, bảo đảm tiến độ giao hàng, giữ vững uy tín với các đối tác. Cam kết này cũng góp phần ổn định tâm lý cho người lao động, tạo niềm tin để công nhân quay trở lại làm việc với tinh thần mới, chung tay góp sức cùng công ty vượt qua giai đoạn khó khăn. Thưa quý vị, hôm nay ngày 20 tháng 8 cũng là ngày đầu tiên mà thông tư 13 và 14 năm 2019 của Bộ Y tế về thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh giữa các bệnh viện, bao gồm giá khám chữa bệnh có bảo hiểm y tế và ngoài phạm vi bảo hiểm y tế chính thức có hiệu lực. Cụ thể là từ ngày hôm nay, hơn 1.900 dịch vụ y tế sẽ bắt đầu áp dụng mức giá mới. Phản ánh của phóng viên thời sự. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại tôi đang có mặt tại Bệnh viện Kiến An và ngày hôm nay thì tất cả những tờ thông báo về việc thực hiện mức giá dịch vụ khám chữa bệnh mới như thế này được đặt tại tất cả những quầy thu phí của bệnh viện và kèm theo đó là bảng giá niêm yết các dịch vụ y tế mới để người dân kịp thời nắm được. Theo các thông tư mới, giá khám bệnh bảo hiểm y tế tăng không đáng kể ở tất cả các tuyến, dao động từ 2 đến 10% tùy theo từng nhóm dịch vụ y tế. Trong đó, mức giá khám bệnh, giá ngày, giường bệnh tăng bình quân 4,4%, giá các dịch vụ kỹ thuật y tế tăng 1,1%. Với những người bệnh nhập viện điều trị từ trước ngày 20 tháng 8, vẫn tiếp tục áp dụng giá viện phí cũ. Nhiều người bệnh cho biết mức tăng viện phí lần này gần như không gây ảnh hưởng lớn đến việc khám chữa bệnh. Tôi thấy cái mức viện phí là có tăng khoảng cỡ 2-3%, nhưng chúng tôi cảm thấy là nó không có gì ảnh hưởng là lớn đến những cái người có bảo hiểm cả, thì tôi thấy cũng là một sự thuyết phục thôi, không có gì đáng xáo trộn lớn. Về việc tăng giá này thì mình thấy nó cũng tăng theo lộ trình là nó cũng phù hợp thôi, chứ cũng không có gì là ảnh hưởng và xáo trộn đến người bệnh cả. Và cái thứ hai nữa là mình cũng rất là mong là cái việc tăng giá này thì cái chất lượng dịch vụ nó cũng sẽ tăng cao, thì để chúng tôi là người bệnh thì cũng sẽ yên tâm mà chữa bệnh và điều trị.
Trước khi thông tư điều chỉnh giá các dịch vụ y tế chính thức có hiệu lực, Bệnh viện Kiến An đã thực hiện thông báo tăng viện phí đến bệnh nhân và người nhà bệnh nhân từ trước đó một tháng, đồng thời cập nhật giá dịch vụ theo thông tư mới trên hệ thống thanh toán viện phí của bệnh viện, bảo đảm không làm gián đoạn công tác phục vụ bệnh nhân. Theo xây dựng cơ cấu giá thì cũng vẫn chưa đủ cơ cấu giá. Trong cái cơ cấu giá xây dựng một dịch vụ y tế còn thiếu rất nhiều, ví dụ như là chi phí quản lý, chi phí công nghệ thông tin. Nhưng mà bệnh viện cũng đã cố gắng cái tiết kiệm chi để đảm bảo hoạt động, làm sao mà càng ngày càng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Qua cái thực hiện cơ cấu giá này thì chúng tôi đánh giá là không tác động đến cái mức mà chi phí của người dân, cũng như là CPI không tác động đến. Vì rằng chúng tôi thực hiện theo đúng cái quy định của Bộ Y tế là thực hiện theo cái chi phí cái mức lương tối thiểu là 1490. Thứ hai nữa rằng là đối với người bệnh bảo hiểm y tế thì đã được quỹ bảo hiểm y tế chi trả toàn bộ hoặc là theo các mức theo quy định của nhà nước. Qua ghi nhận tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố, đợt tăng giá lần này hầu như không tác động nhiều đến tâm lý và khả năng chi trả của người dân. Tuy nhiên, giá dịch vụ tăng phải đi đôi với việc nâng cao chất lượng dịch vụ y tế. Đó là mong muốn chính đáng của người dân và cũng là điều cần được các bệnh viện quan tâm đẩy mạnh hơn nữa trong tương lai. Thời gian gần đây, tình trạng thiếu máu phục vụ điều trị và cấp cứu tại nhiều bệnh viện lớn tiếp tục gia tăng. Nhiều trường hợp người nhà bệnh nhân đã phải gửi lời kêu gọi xin máu đến cộng đồng. Một trong những nguyên nhân khan hiếm máu là do số người hiến máu giảm, các cơ sở khám chữa bệnh chưa dự báo được số lượng máu dùng trong tháng, từng nhóm máu cụ thể cho đơn vị mình. Do đó, tăng nguồn máu cho các bệnh viện đang là yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ đối với ngành y. Kho máu lưu trữ của Trung tâm Huyết học và Truyền máu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp trong những ngày qua luôn trong tình trạng cạn kiệt. Trung tâm chỉ lưu giữ một cơ số máu nhỏ để cứu bệnh nhân trong trường hợp khẩn cấp. Nguyên nhân khan hiếm máu được cho là các đơn vị nằm trong kế hoạch hiến máu đều không hoàn thành chỉ tiêu được giao. Tình trạng thiếu máu của Trung tâm và Truyền máu Hải Phòng thì xuất hiện từ 20 tháng 7 và cho đến ngày 19 tháng 8. Lý do một là vào cái dịp nghỉ hè của sinh viên cho nên nguồn người hiến máu là khan hiếm. Thứ hai, tất cả các kế hoạch hiến máu trong tháng 7 và đầu tháng 8 thì hầu hết các đơn vị đạt hiệu quả rất là thấp mà chỉ đạt được dưới 50%. Và cái thứ ba nhất, đặc biệt là cái cuộc hiến máu của huyện An Dương vào ngày 27 tháng 7 thì bị hủy do không tổ chức được. Cho nên là việc thiếu máu càng xảy ra trầm trọng hơn. Bình quân mỗi tháng, các bệnh viện tại Hải Phòng sử dụng khoảng 2.500 đơn vị máu. Tuy nhiên, trong tháng 7, Trung tâm Huyết học và Truyền máu Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng chỉ tiếp nhận được 1.245 đơn vị máu. Tháng 8 mới tiếp nhận hơn 1.000 đơn vị, chưa đạt 50% số lượng máu cần thiết cung cấp cho người bệnh. Trong cái quy trình của chúng tôi, thì bao giờ chúng tôi cũng có một lượng máu để phục vụ cho cái trường hợp tối khẩn cấp, đó là lượng máu O, thì bao giờ chúng tôi cũng để lại 10 đơn vị. Các nhóm máu khác như nhóm máu A, nhóm máu B và nhóm máu AB, mỗi nhóm máu là 5 đơn vị để phục vụ cho cấp cứu tối khẩn cấp. Để đảm bảo nguồn máu phục vụ cấp cứu bệnh nhân, những ngày qua, Trung tâm Huyết học và Truyền máu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp phải vận động người nhà bệnh nhân tổ chức hiến máu, đổi máu, tăng cường vận động tuyên truyền trong các cấp ngành đơn vị để có nguồn máu đủ đáp ứng yêu cầu cứu sống bệnh nhân. Được biết, trong 2 ngày cuối tuần qua, quận Ngô Quyền và câu lạc bộ Trái tim Việt đã huy động được hơn 300 đơn vị máu, kịp thời cung cấp cho hoạt động cấp cứu bệnh nhân, chủ yếu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. Thời gian gần đây, tình hình mất an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ tiếp tục là vấn đề nóng, được dư luận quan tâm, nhất là khi mà các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trong thời gian qua đã xảy ra ở rất nhiều điểm giao cắt tại nhiều tuyến quốc lộ. Tại Hải Phòng vẫn tồn tại nhiều điểm giao cắt giữa đường quốc lộ và đường ngang dân sinh, khiến cho người dân không khỏi bất an mỗi khi tham gia giao thông qua khu vực. 17:30 là thời điểm mà mật độ lưu thông qua khu vực này khá dày đặc, với đủ loại phương tiện, từ xe container đến xe tải, xe khách. Song đáng lo ngại nhất không phải là xe công, mà là những đường ngang giao cắt trực tiếp với tuyến quốc lộ như thế này. Đoạn đường dẫn vào thôn Thắng Lợi, xã An Hưng, huyện An Dương,
cộng với các trường học và khu công nghiệp Nomura ngay gần đó. Mỗi ngày có hàng nghìn lượt phương tiện lưu thông qua đây, dàn hàng ngang, chờ quay đầu xe để sang đường. Thậm chí, nhiều chủ phương tiện còn vượt ngang quốc lộ 5, phóng nhanh qua đầu các xe ô tô đang đi đến với tốc độ cao. Ngồi đây khủng khiếp lắm, là nhiều va ra chạm nhiều lắm, thế nên là rất là nguy hiểm, thường xuyên xảy ra va chạm liên tục. Sẽ rất khó để có thể xử lý những tình huống bất ngờ khi gặp các phương tiện giao thông từ đường ngang, ngõ xóm, đường nhánh đi ra như thế này. Nhất là khi tại đây lại không có hệ thống đèn tín hiệu giao thông hay biển cảnh báo. Nút giao mà sang đường bé này thì rất nguy hiểm. Cái xe máy họ nhiều khi họ sang, họ cứ hiên ngang họ sang này, họ không để ý xe trước, xe sau đâu. Đấy, nên nó rất khó. Quốc lộ không có lối sang đường phù hợp, cũng không có đường gom dân sinh. Trong khi đó, lượng người và phương tiện lưu thông ngày càng lớn. Các ngành và đơn vị liên quan cần sớm có giải pháp khắc phục, bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông. Mới đây thì tại Liên hoan ảnh nghệ thuật Đồng bằng sông Hồng lần thứ 21 được tổ chức tại tỉnh Nam Định, tác phẩm Cảng biển lên đèn của nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Viết Dừng đã đạt huy chương vàng, còn tác phẩm Thép nở hoa của nghệ sĩ nhiếp ảnh Đỗ Trọng Luân đạt huy chương đồng. Đây là hai trong số 32 ảnh được chọn triển lãm của nghệ sĩ Hải Phòng tại Liên hoan. Từ hơn 2.000 tác phẩm dự thi, hội đồng giám khảo đã lựa chọn 162 tác phẩm để triển lãm, trong đó có 14 tác phẩm xuất sắc được trao thưởng của Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam. Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Hải Phòng còn giành giải đồng đội vì đã có nhiều tác phẩm tham gia liên hoan với chất lượng tốt. Với đề tài thiên nhiên con người khu vực đồng bằng sông Hồng, các tác phẩm tập trung thể hiện vẻ đẹp phong cảnh, chân dung, sinh hoạt đời thường, những thành tựu kinh tế khoa học kỹ thuật, an sinh xã hội, giao lưu, hội nhập quốc tế của các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng. Những thông tin dự báo thời tiết sẽ kết thúc chương trình thời sự tối nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn. Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay các tỉnh miền Bắc có một ngày làm việc khá dễ chịu với kiểu thời tiết mưa nắng đan xen trên diện rộng, khiến nhiều tỉnh có mưa nhưng nhiều nơi lại có nắng. Tiếp tục hình thái này, đêm nay và ngày mai, các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp tiếp tục có trục đi qua khu vực đồng bằng Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao, khiến cho khu vực này nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Ngày mai tiếp tục là một ngày nhiệt độ ở mức dễ chịu với mức phổ biến từ 26 đến 28 độ. Nhiều nơi nắng vào ban trưa khi mây tan, trời hừng, nhiệt độ cũng chỉ lên tới hơn 30 độ. Cùng với đó, do chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác. Riêng các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Còn Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối sẽ có mưa rào và dông rải rác. Ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết tại khu vực thành phố Hải Phòng đêm nay và ngày mai.